Vietsite chào quý vị các bạn. Như lời thông báo ngày hôm qua, Vietsite nói là ngày mùng 7 tháng 10 là bàn giao tác phẩm Mái Ấm về với Tứ Kỳ quý vị ạ. Vietsite đã có mặt đây rồi để vào làm cái lễ bàn giao. Ôi sân vườn đẹp quá. Chào tất cả anh em nhá. Vào chào bác Đại trước đã. Xin phép chào bác Đại trước. Anh Khương em chào anh. Chào anh nhá. Chào Bonsai Đức Huy. Em chào anh Thắng nhá. Chào em Đài. Chào anh Thắng Viêu Bonsai. Em sĩ Yên Ninh Bình và em Long. Chào tất cả các bạn trên kênh của anh Thắng. Chào anh Thắng Video Bonsai. Cảm giác như ở chào lấy chim ấy nhá. Chào Vũ nhá. Một người em chào anh nhá. Đang làm cho Tứ Kỳ nổi đinh nổi đám lên đây. Tất cả ông bị phong chào các anh ạ. À thế à. Hôm nay là có một cái ngày rất vui. Ô, chào tất cả các anh em đây đấy nhá. Đồng vui. Chào anh Sơn Đỗ Trọng. Video Bonsai, chào anh em. Cho em hỏi chủ cây là ai đang đứng ở đây nhỉ? Em. Đây. À, thế à. Chào Tuấn. Khi hôm qua anh cũng quay một chút về cái tác phẩm Mái Ấm này. Thì nói hôm nay là ngày bàn giao. Thì chúng ta đã theo chân nhau đến đây rồi. Thì cái cảm xúc khi đập cây xuống thì em cảm xúc như thế nào? Xin chào tất cả quý khán giả. Chào anh Thắng Video. Thì một cái cây mà nó mình có rất nhiều tâm huyết với nó. Khi bàn giao về cho một chủ mới là ai thì mình cũng đều có một cái tâm nguyện, một cái cảm xúc khi chuyển giao những cái đứa con tinh thần về với những chủ mới, thì hy vọng rằng những đứa con tinh thần này sẽ làm vui thêm hơn cho chủ mới. Và mình sẽ thấy được là mình sẽ đặt đúng vị trí của những cây này. Rồi. Hôm nay là rất cảm xúc và hơi buồn một chút. Nhưng cũng vui là về đây anh em Tứ Kỳ là đón nhận tác phẩm rất lòng hậu. Rồi. Rất tuyệt vời. Tức là cái nỗi buồn của em ấy là được mọi người làm bớt đi, đúng không? Vơi bớt đi là do cái tiếp đón nồng hậu. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn những người đã chế tác ra tác phẩm Mái Ấm này. Để hôm nay nó một tác phẩm rất đẹp. Để em giao duyên được với anh em Tứ Kỳ. Thì xin phép người chủ mới nhỉ. Để chúng ta làm cái lễ bắt tay bàn giao. Mời anh Khang. Em say rồi đấy. Say. Say mới được bắt tay. Đấy quý vị. Thì em bàn giao như nào em cứ nói đi để cho tiếp tục bạn ấy chăm ẵm cho nó dễ. Thực ra là cái tác phẩm Mái Ấm này nó là một cái tâm tư, một tình cảm. Giao cho chủ mới thì cũng là một cái tâm tư tình cảm. Thì xin phép nhà truyền thông là cái tâm tư tình cảm này bọn em sẽ gửi gắm riêng. Ok, nhất trị. Hy vọng rằng hai anh em nhà em sẽ chăm sóc một tác phẩm nó tốt hơn. Okay. Sáng nay gọi là phải nói là cái đồi mồi nó nhiều hơn. Thay mặt những người yêu cây chúc mừng chủ mới. Vâng. Chúc mừng làng cây. Ngày ngày có nhiều cái bắt tay hơn. Chúc chủ cây làm sao là chăm bẵm tác phẩm ngày một đẹp hơn nữa. Vâng. Còn về bộ dăm thì anh Khương rất yêu ái rồi. Là trước khi bàn giao anh đã làm rất đẹp để bàn giao rồi. Đây là một cái nhiệt huyết, nhiệt tình của một người làm cây để giao lưu tới quý vị. Có rất nhiều anh em cùng về đây quý vị ạ để chúc mừng, để em Tuấn em mới bàn giao cho em Khang tác phẩm này. Đây là khoảnh khắc một lần nữa để cho em Tuấn em mới chiêm ngưỡng quý vị ạ. Trong vườn Vietsite thấy cũng rất nhiều đồ quý, thật sự nhiều đồ quý. Nói chung tác phẩm này thì không khoe nữa, vì nhiều người biết lắm rồi. Quan trọng là người biết là về vị trí nào ở trong này thôi. Thế là chính giữa, đúng là Mái Ấm chính giữa. Rất là tuyệt vời quý vị ạ. Vietsite chia sẻ luôn quý vị một số tác phẩm phôi của em đang nuôi nữa quý vị này. Những cái phôi rất quý. Cũng được lọc rất kỹ quý vị này. Nhiều đồ quý quý ạ. Em có cái phôi si cũng lọc rõ ràng này.
em anh phải đi bây giờ anh chịu. Cứ bảo đồ quý đi đâu hết quý vị ạ. Các em ấy giữ hết như này thì bảo đâu dần dần mất dần. Lần đầu tiên Veo Sai bước chân đến nhà vườn nhà em Khang ở Tứ Kỳ, thật sự là bỡ ngỡ và giật mình. Rất nhiều đồ quý đã được về giữ ở đây quý vị ạ. Rất nhiều. Sơ sơ 1, 2, 3, 4 hàng nhân với 5, gần 20 tác phẩm ở đây. Đồ quý ở đây. Cái này là mua của em Kiên Bộ Đồng. Kiên Bộ Đồng. Sân vườn nho nhỏ nhưng mà chứa thì toàn đồ nhiều tiền như này nhỉ. Khoảng tầm hơn 20 tác phẩm ở đây thôi. Thực ra là cũng mừng cho chủ mới sở hữu được tác phẩm quý. Nhiều. Lần đầu tiên đến nhà vườn em Khang giật mình luôn, em sẽ giữ nhiều đồ quý thế này. Có một số tác phẩm đang hơi tốt quý vị ạ, nhưng Veo Sai không chia sẻ kỹ với quý vị được. Quý vị về với Tứ Kỳ thì vào nhà em Khang. Đây thì vừa gọi là Khang Đỗ nhỉ, Khang Đỗ. Cái địa chỉ rõ đây là cái gì nhỉ? Cái gì Tứ Kỳ nhỉ? Cộng làng à? Xã Cộng làng Tứ Kỳ, Hải Dương. Đấy, quý vị nhìn này, những cô thích chưa? Đẹp, tuyệt vời. Veo Sai chia sẻ sơ sơ vậy cho quý vị ngắm nhá. Cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều. Veo Sai xin dừng ở đây để tiếp tục đi thăm mấy vườn ở đây. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất.